Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mitsubishi Outlander nhé. Dòng xe thuộc phân khúc crossover, gầm cao 7 chỗ cực kỳ ăn khách của nhà Mitsubishi. Và trong cái video ngày hôm nay, ngày 16 tháng 11 của năm 2023, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất, cạnh tranh nhất ở cái thời điểm giữa tháng 11 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu, muốn sở hữu cái dòng xe 7 chỗ cực kỳ đa dụng này sẽ có thể nắm được. Dòng xe Mitsubishi Outlander này sẽ có hai phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản Outlander 2.0 CVT và phiên bản Outlander 2.0 Premium. Với sự cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều đối thủ ở trên thị trường, nhưng dòng xe Mitsubishi Outlander, dòng xe 7 chỗ giá rẻ cực kỳ ăn khách này đang cạnh tranh với chiếc xe Mazda CX-5, cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Tucson hay là với chiếc xe Honda CR-V, đúng không ạ? Vậy thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ về mức khuyến mại, về giá bán và tổng lăn bánh mới nhất để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn những cái phiên bản mà phù hợp nhất với anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Outlander 2.0 CVT. Bản này thì đang có mức giá là 825 triệu. Với cái chính sách giảm tiền mặt lên đến 70 triệu và tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản lên đến 30 triệu nữa anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 814 triệu, trả góp thì đang là 184 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 810 triệu, trả góp thì đang là 175 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 794 triệu. Trả góp thì đang là 157 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ này, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Hiện tại thì đại lý bên em đang cực kỳ nhiều xe, sẵn xe giao ngay, mức ưu đãi. Với cái tổng lăn bánh trên anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi điện cho em để em gửi tới anh em những cái chính sách giá bán còn cạnh tranh hơn như thế này anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Outlander 2.0 Premium. Bản này đang có mức giá là 950 triệu với cái chính sách giảm tiền mặt lên đến 85 triệu và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 935 triệu, trả góp thì đang là 207 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 930 triệu, trả góp thì đang là 198 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 913 triệu, trả góp thì đang là 180 triệu. Với cái bản 2.0 Premium này thì bên em đang cực kỳ nhiều xe, sẵn xe giao ngay, mức ưu đãi thì vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về khuyến mại trừ trực tiếp tiền mặt, về quà tặng hay là tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Mitsubishi Outlander ở cái thời điểm ngày 16 tháng 11 của năm 2023, rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.